Hello, hello xin chào tất cả anh em nhá. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGF NTN của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip siêu thú vị nữa nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay, mình muốn ra một câu hỏi để mình tặng quà cho tất cả anh em nhân dịp Loyal nha anh em ơi. Thế anh em chỉ cần là trả lời đúng câu hỏi của mình và bấm like nha anh em ơi, để anh em xác nhận tham gia cái kiểu như cái câu hỏi này nhá, trả lời để nhận quà nha anh em ơi. Ok, thì câu hỏi dành ra cho anh em là: đố anh em biết ngày lễ Halloween rơi vào ngày bao nhiêu nha anh em ơi, ngày bao nhiêu dương lịch nhá. Đó, anh em biết thì anh em comment bên dưới nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ quay lại cho anh em một cái clip, đó chính là vào FIFA chơi nha anh em ơi. Đấy, để xem FIFA hôm nay có sự kiện gì nhá. Tiện thể tí nữa mình sẽ quay cái vlog là bọn mình sẽ đi hội chợ nha anh em ơi. Đấy, hội chợ ở đoạn Hồ Tây nha bạn. Đấy, chỗ mình ở hiện tại đang gần đấy nha anh em ơi. Mình sẽ quay cho anh em xem là cái hội chợ có gì nha anh em ơi. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ review sự kiện nha anh em ơi. Rồi, thì review qua sự kiện thì mình thấy là không có cái gì mới anh em ạ. Đây, gọi bạn cũ rủ nhau nhận quà kiểu này anh em ơi. Thì nói chung là cũng không có gì anh em ạ. Đây, mình xem lịch bán hàng có gì không ta. Đây, có mấy cái vòng quay cá chép này nhưng mà mình sở hữu mất rồi. Mấy cái này thì mình quay hết rồi anh em ơi. Để mình xem có gì mới không nhỉ. Hôm nay như là không có gì mới. À, cái quần này thì mình cũng quay mất rồi anh em ơi. Cái này thì mình có rồi, để mình xem vào vòng quay đi. À, ra mắt cái MB dung nham này anh em ơi. À, ok đấy nhỉ, nhưng mà mình sở hữu cái khẩu VIP nhất rồi anh em ơi. Không biết là mấy khẩu này có nên quay không nhỉ. Thôi mình sẽ quay thử xương xương khoảng độ vài lượt nha anh em ơi, để xem tỷ lệ dễ ra cái khẩu MB đấy không nha anh em ơi. Này, quay khoảng độ 5 lượt nha anh em ơi. Rồi, nói chung là ra toàn huy hiệu thôi anh em ạ. Ok, nói chung là tỷ lệ ra 5 lượt quay là xem hết bao kim cương nha anh em ơi. 5 lượt quay thì anh em sẽ được khoảng độ 55 huy hiệu. Thì để đổi được một khẩu này thì sẽ tốn bao nhiêu nhỉ. Khẩu này mình không biết, nhưng mà khẩu này 182 huy hiệu nha anh em ơi. Thì 5 lần quay thì anh em sẽ tốn rơi khoảng độ gần 600 kim cương nha anh em ơi, 6-700 kim cương. 57 là 7535, khoảng độ 3K5 kim cương anh em sẽ sở hữu được một khẩu súng nha anh em ơi. À, không phải 75, à không phải, không phải 3K5 kim cương, sorry anh em. Khoảng độ hơn 1K kim cương, khoảng độ gần 2K kim cương thì anh em sẽ sở hữu được một khẩu súng này anh em ơi. Đấy, thì anh em cân nhắc anh em mình quay 5 phát thì ra được 5 năm huy hiệu. Đấy, thì thêm 10 phát nữa thì mình nghĩ là sẽ đủ khoảng độ 182 huy hiệu anh em ạ. Đấy, 10 phát nữa thì mỗi phát khoảng 700 kim cương. Đấy, 7 x 3 là 21, khoảng 2K1 kim cương anh em ạ. Đấy, mình nghĩ là tầm đấy anh em ơi. Rồi, nói chung là cũng khá là khó đấy anh em ạ. 2K1 kim cương mình sở hữu được một khẩu súng thì cũng khá là quay tây đấy. Rồi, cái circuit súng làm đấm này mình có hết rồi. Nói chung là đây còn việc quay vàng này mình sẽ quay lốt này. Không biết là bộ đồ này mình có chưa ta, để mình kiểm tra nào. Bộ đồ này mình cũng có luôn rồi anh em ạ. À, vòng quay kim cương này mình dư 99 vé này anh em ơi. Đấy, dư 99 vé nhưng mà khẩu súng này mình cũng có rồi. Trời ơi, nói chung hôm nay vào thì không có một sự kiện gì mới nhỉ. Đây có một cái chế độ tử chiến x2 chỉ chủ động thôi anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng không có gì nhỉ anh em nhỉ. Thôi ok, thì hôm nay chắc là chả có gì, thì bây giờ mình sẽ quyết định là bây giờ mình sẽ 10.000 được thính này. Thính này không ngon lắm. Ok, mình sẽ mua đi. Mua xem, mua luôn cái thính này để mở mấy vòng súng nhanh anh em ơi. Đấy. Rồi ok anh em ơi, mình đã mua thành công rồi nhá. Bây giờ mình sẽ mở luôn mấy vòng súng nhanh anh em ơi. Đấy, 10.000 thì nói chung là rẻ thì mình mới mua anh em ạ, chứ đắt thì mình không mua đâu anh em ơi. Đây, 5 hộp đầu tiên này, mở luôn cả 5 này anh em ơi. Rồi ok, không ra cái khẩu nào vinh viễn luôn. Đi ăn thế nhỉ. Tiếp tục đây, 5 hòm này nữa này, 5 hòm Ska này. Mở luôn cả 5 anh em ơi, Ska cổ đại à. Mở luôn. Ok, không ra khẩu nào luôn. Trời ơi, đi ăn quá. Tiếp tục, còn 5 khẩu gọi là súng B90 nữa. Rồi, không ra vinh viễn luôn. Thôi, nói chung là bây giờ bọn mình sẽ quyết định đi hội chợ nha anh em ơi. Đấy, quay cho anh cái vlog nha. À, còn đống rác chưa đổ anh em, hôm qua Ngọc Diễm gọi là chơi game gọi là hình như chơi giấu mình chơi đêm anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bắt Ngọc Diễm gọi đi đổ rác nha anh em ơi. Đấy, cho uy tín anh em ạ. Nhà phải có lóc. Ok, đây Ngọc Diễm cầm túi rác đi vứt nha anh em ơi. Đáng xà. Đi, ok, thì trước khi đi chơi bọn mình sẽ đi vứt rác nha anh em ơi. Đấy, ui dồi ôi. Ngọc Diễm này nó vẻ xinh anh em ơi. Anh em nhớ bấm like giúp mình nha anh em ơi. Ok, mình sẽ quay cho anh em cái vlog gọi là đi hội chợ nha anh em ơi. Đấy, già, đấy, Ngọc Diễm hôm qua tội cãi mình ạ, nên hôm nay phải đi vứt rác. Đống rác rất to luôn, đống rác đâu. Dơ lên em ạ. Nặng á. Ok, úi giời, người mẫu, úi giời, người mẫu đi vứt rác. Ái già. Trời ơi, uy tín luôn anh em. Bữa đây để đi chơi nhanh. Ái già. Gì đây? Gì này? Đâu? Gì đây? Tài khoản. Chị em mặt cầu anh xem nào. Cái gì đây? FIFA 1, 2, 3. Ui. À, FIFA à?
vai trưởng hay là thôi cái gì có cả tài khoản bát luôn khổ luôn. Hay là anh thử lên đăng nhập đi, hay thôi bây giờ nên đăng nhập xong đi chơi nhá. Ok đi luôn, nhanh nhanh nhanh. Không thể tin nổi em ơi, thật không thể tin nổi. Mình vào được quân gạc, mình với Ngọc Diễm nhận được ở dưới nhà xe anh em ạ. Ui, mình thấy vận động quân gạc này có skin level 7 kìa. MB level 7 kìa anh em ơi, với cả khẩu MB 5 đấy anh em ạ. Không biết là Ngọc Diễm liệu có đòi con gạc này không anh em ơi. Bởi vì Ngọc Diễm cũng nhận được con gạc này mà anh em ơi. Trời ơi, không biết là thanh niên nào làm kiểu như đi vứt rác làm rơi ở thùng rác anh em ạ. Mình nghĩ khả năng cao là thanh niên này chắc là mượn ạc của bạn anh em ơi. Xong bắt đầu kiểu như là đi vứt rác đấy, nhưng mà quên cũng mang về anh em ơi. Thế là để luôn cái quân ạc ở đấy anh em ạ. Ui, quá tuyệt vời luôn anh em ơi, để mình sẽ sâu quay cho con ạc cho anh em xem nhá. Nếu như bạn nào mà làm rơi con ạc này thật ý, thì xác mình đúng thông tin mình sẽ trả lại nha anh em ơi. Ok. Ui, cẩn thận Ngọc Diễm biết là chết đấy nhờ. Vậy mình sẽ review bình tĩnh nhanh, Ngọc Diễm hiện tại đang đi vệ sinh ạ. Ok, xem nha anh em ơi. Uầy, áo thì chỉ có 229 cái áo anh em ạ. Nói chung cũng khá là cùi nhưng mình thấy là có skin nha 7 nha anh em ơi. Đây là có một con áo đỏ này anh em ơi. Nhưng mà chỉ mở được cấp độ xanh ở đây có một áo 7 đá này. Hai bộ đồ 7 đá nha anh em ơi. Đấy 129 cái đầu này cũng bộ đồ mang búp bê nhá. À có đầu lá cách tím nha anh em ơi. Đầu tím này, đầu ninja báo lửa này anh em ơi. Uầy. Ngon vãi chửi anh em ạ. Đây để mình xem còn quần áo này. À áo cổ rùa này, áo cổ rùa trắng này, đẹp vãi chửi anh em ơi. Áo điện thoại cũng khá là nhiều này anh em ạ. Nhưng mà tổng cộng chỉ có 229 cái áo và 156 cái quần thôi anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? 156 cái quần thì cũng khá là nhiều, 136 đôi giày nha anh em ơi. Một cái mặt lạ 7 đá này, hai cái 7 đá này, hai đồ 7 đá này anh em ơi. Đấy, ba cây đồ liền cặp luôn. À có một cây đồ nữ nha, đây có một bộ gọi là đạo trích màu xanh đục nha anh em ơi. Đây bộ đồ thì chưa mở này, mở luôn anh em ơi. Đấy thanh niên này làm rơi mấy bộ đồ chưa mở anh em ạ. Đây hành động cho anh em xem nha. Đây hành động này có một hành động nha 7 này, 2, 3 hành động nha 7 nữa này anh em ơi. Đây một hành động đỏ nữa này. Để mình xem còn hành động nha 7 nữa không nhá. Xương xương là mình có 3 hành động nha 7 nữa nhá. Đó đây là 5 cái sợi cây wing này. Hiệu ứng thì có gì không nhỉ? Không có anh em ơi, sưu tập thì có 44 cái dù anh em ơi, 44 cái dù. 50 cái ba lô luôn anh em ạ, 50 cái ba lô luôn. 52 cái hòm xác, 3 cái ván trượt tuyết anh em ơi. Đây, 55 cái ván trượt nữa này. Phương tiện thì có 10 con siêu xe Lamborghini, 12 con xe gọi là xe máy luôn anh em ơi. 7 con xe thính này, 6 con xe quân đội này. Đấy, nói chung là lên thì có 145 cái ảnh lên, 236 cái ảnh bìa luôn. Để mình xem con lạc này chơi từ gọi là mùa mấy nha anh em ơi. Đấy, mình kiểm tra chính xác nha anh em ơi. Con lạc này mới chơi anh em ạ, chơi từ mùa 24 thôi anh em ơi. Đấy, để xem nào. Một bản vẽ đám gọi là Thompson vẫn dư này. Một bản vẽ kỳ lông nhông vẫn dư này. 4 bản vẽ súng sọt gun luôn anh em ạ. Ui, kinh đấy, con lạc này kinh đấy anh em ơi. Ok, để mình xem tiếp còn gì không. Ôi, như hết rồi anh em ạ. Đây có 4 cây đồ này. Ok, bây giờ đến phần quan trọng nhất này, đó chính là phần vũ khí. Rất là nhiều anh em muốn biết qua vũ khí của con lạc này nhá. Tổng nó có 208 khẩu súng luôn. Tốc vai trưởng anh em ạ. Ui, thần thánh có 7 khẩu luôn kìa. Ui, 1, 2, 3, 4, 5 khẩu nha 7. 5 khẩu nha 7 nhá. AK là 1 này, MB là 2 này, shotgun là 3 này, UMP là 4 này, MB5 là 5. 5 khẩu nha 7 và 2 khẩu nha 4. 1 khẩu nha 4, 1 khẩu nha 6 nhá. Quá VIP rồi anh em ơi, trời ơi, hôm nay nhận được quân ạc VIP nhất từ trước đến giờ. So với phần sới súng nha anh em ơi. Còn phần đồ thì chưa phải, nhưng phần sới súng là 7 khẩu súng nha 7 nha anh em ơi. À 7 khẩu súng nâng cấp, nhưng mà 5 khẩu nha 7 rồi anh em ạ. Đây shotgun đây anh em ơi. Đây là khẩu súng thần thoại thì có 48 khẩu đấy anh em ơi. Đấy là tính cả nắm đấm với cả lựu đạn đấy. Huyền thoại thì có 51 khẩu đây, có cả AK bí ngô này. Gì nhỉ? Thompson thần ma anh em ơi. Ủa, Ngọc Diễm sắp ra đây rồi anh em ơi. MB40 truy sát anh em ạ. Đấy, siêu hiếm thì có 99 khẩu anh em ạ, 99 khẩu cơ. Đây mình đánh giá là khẩu X18 quái thú là VIP này anh em ơi. Đấy, còn lại thì cũng bình thường thôi anh em ạ. Còn lại cũng bình thường như con đường hộp sữa thôi. Hiếm gặp thì có 3 khẩu thôi anh em ạ. Để mình xem thẻ Boya nào. Thẻ Boya như là mua 2 mùa anh em ạ. Có nghĩa mùa có mùa không. Đấy, còn tên là Mia gì Citea là như nào đây anh em. Ô, gái đẹp Bắc Kỳ nhưng mà lại chơi nhân vật Lam. Ảo thật đấy anh em ạ. Không sai anh em ơi, chắc thanh niên giả gái, chắc là giả gái gọi là vào huấn luyện này anh em ơi. Khả năng cao như vậy anh em ạ, nhưng mà để quên đạc thì thôi mình tạm cầm nha anh em ơi. Nếu như không có ai kiểu như đòi nhận lại quên đạc thì mình sẽ tặng lại cho anh em nha anh em ơi. Đấy, nói chung là khá là VIP đấy. Ok, thì chắc là clip của mình đến cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người cho đến đây nhá. Thì anh em là mai mình sẽ đi hỗ trợ sau nha anh em ơi. Chứ hôm nay là để được quên đạc phải vui quá anh ạ. Bây giờ test chơi tí anh em ơi. Bye bye anh em.